Ngày 3 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và trao quyết định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu ứng cử bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kim Bôi, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là bước kiện toàn trong công tác cán bộ của tỉnh, là niềm vinh dự, đồng thời là thử thách quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Thư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Thư tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phát huy khả năng, năng lực của mình cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi quan tâm giúp đỡ đồng chí Thư nhận nhiệm vụ mới, đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.